còn cây sam nè, còn cây linh sam nè các bạn. Cây này đang ra hoa quá trời luôn. Cây này nó già cây lắm rồi các bạn, cốt cành nó cũng hơi to to rồi. Cây này cái dáng nó cũng hay lắm. Rễ thì khỏi. Còn đế nè, để mình quay cho các bạn coi đế mất công rồi. Mọi người tự đánh giá đi. Mấy cọng bự bự không bủa xuống nè, cái dáng nó ra hoa quá trời nè nha. Nó vàng xương nó ra hoa quá trời. Cây này bữa mình bán 1,1 triệu mình bán không được, nay mình giảm thêm 100.000 nha, ai mua được ủng hộ. Còn 1 triệu nha. Ai mua được thì ủng hộ nha. Cây này thấy mình thấy cái dáng cũng đẹp ghê. Mà độ già nó cũng có đó. Còn cây này là cây zin nha, không phải cây ghép đi gì nha. Cây này lá trung bình thường mình thôi. Ra bông dữ lắm. Mấy cây này nói chung linh sam không cần phải ghép, chẻo chứ là ghép qua 86 cho nó khác chủng loại, chứ thật sự cái giống 86 thì nhiều người thích, không phải ai cũng thích đâu. Như tôi thích lá trung hơn. Lá trung nó lên cây rồi nó sẽ rậm chi hơn, còn như 86 thì được cái là chơi mini thì được, chứ lên mà cái phong cây bự là mấy bạn giờ mấy cây nó trút quốc à. Kim song hình cũng vậy nữa, nó mà trên một cây bự là bạn dòm cái cành nhánh đâu nó không bằng lá trung, thua xa luôn á. Cây lá trung là phải nằm trên cây bự hoặc là siêu bông á, siêu bông mấy bạn ghép vô cây bự nó cũng đẹp nữa. Cái lá nó nhuyễn nhưng mà cành nhánh nó hài hòa hơn. Còn như 86 ghép vô cây bự trước quốc à. Cây bự quá mà ghép 86 vô là nó không hợp. 86 chơi dòng mini mình chơi giải trí chơi được. Bông biết rồi.